Thế vậy? À, nói đi, nói đi. Rồi anh chị em mình ổn định giùm em đi. Đây đây, nằm 3 ngày không có bệnh viện nào nhận hết. Thở oxy. Đó. Cách ly cái gì? Cách ly cái gì? Mọi người coi đây cách ly cái gì? Cách ly cái gì ở đây? Hay là ép người ta dồn con người ta vô chỗ chết? Cách ly cái gì? Vậy là cách ly cái gì chứ? Hả? Cách ly cái gì 4 ngày à, như vậy là cách ly cái gì? Thử hỏi những người khỏe mạnh có thể có khả năng hồi phục được không? Có khả năng hồi phục được không mấy chị? Thủ tướng chính phủ á, các cấp chính quyền thì kêu á là phòng chống dịch đứng xa 2 mét, ở nhà tự cách ly. Trong khi đó bắt người ta lại đây nhốt người ta trong một cái chỗ như vậy nè. Nhốt người ta trong một cái chỗ như vậy nè. Đó. Ngồi còn cách không được xa hả? Không được 2 mét nữa. Đó. 2 mét cái gì? Cái này không được 2 tấc nữa chứ 2 mét cái gì? Đó. Đó, những chỗ ở như thế này nè. Đó. Em quay toàn cảnh cho mấy anh mấy chị coi trên Facebook chia sẻ cho em đi. Anh bà con ở đây người ta thấp cổ bé họng, người ta cũng không có nói, không có dám nói nhiều, người ta đã chịu quá hợp tác rồi. Em bức xúc lắm em mới đăng lên, mọi người ở đây người ta cũng hả? Chịu hết nổi rồi. Em quay cận cảnh toilet ở đây cho mấy anh mấy chị coi. Đó. Đây nè, chỗ ăn chỗ ở như vậy đó, có khỏi bệnh được không nè? Đó, mấy anh mấy chị coi đi, chia sẻ vô cho em. Mấy anh mấy chị chưa có người nhà bệnh, mấy anh mấy chị không hiểu được cái cảm giác này. Những người ngồi trong máy lạnh không có hiểu được cảm giác này đâu nè. Đó, có những cô chú anh chị em người ta bệnh rất nặng luôn đó, mà phải nằm gồng một cái đống ghép như vậy nè. Em hỏi mấy anh mấy chị chừng nào mới khỏe được, chừng nào mới khỏe được nè. Ở như một cái chỗ như vậy nè, em hỏi mấy anh mấy chị không khí đâu mà người ta thở, mà ta sống, mà để ta khỏe, người ta có khả năng sinh tồn chiến đấu được chứ, giành lại sinh mạng để mà sống không? Ở gần cái bãi rác như vậy nè, đây đó, toilet như vậy nè, nó đây nè. Mấy anh mấy chị coi nè. Đó. Đó. Nè mấy anh mấy chị coi toilet gì nè. Rồi ăn ở sao? Người ta sống sao? Sống sao được? Sống sao được mấy anh mấy chị? Cả ngàn con người ta vậy đó mà toilet như vậy nè. Toilet như vậy nè. Trang thiết bị như vậy nè. Rồi người ta có ăn ở sống được không? Đó. Nó ăn ở sống được không? Ăn ở sống được không? Mấy anh mấy chị coi đi. Ăn ở rồi sống được không? Đó, ăn ở sống được không? Vừa ăn vừa ngủ, tắm rửa, sinh hoạt, tất cả các kiểu đều trong một chỗ hết. Nước nôi thì ngập tràn linh láng gì nè, mới có 4 ngày thôi. Đó. Hỏi cái cách chính quyền địa phương á. Thử ơi. Cứu dân kiểu gì? Chị dân đều chị bệnh kiểu gì? Điều trị kiểu gì? Hỗ trợ dân kiểu gì? Phòng chống bệnh kiểu gì? Để người dân như vậy nè.